Cô chào các con đến với buổi học trực tuyến hôm nay. Ở tiết học trước, thầy cô đã dạy cho các con rất nhiều bài học bổ ích. Cô hy vọng các con nghiêm túc học và ghi chép bài đầy đủ nhé. Các con thân mến, ở tiết học trước, các con được học bài quan hệ từ. Trong quá trình làm bài tập, cô thấy các con vẫn còn hay mắc những lỗi về quan hệ từ. Vậy đó là những lỗi nào và phải sửa lỗi ra sao? Bây giờ, chúng ta bước vào tiết học hôm nay chữa lỗi về quan hệ từ. Ở trong sách giáo khoa trang 106 và 107, chúng ta thấy rất rõ bài học hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất là các lỗi thường gặp về quan hệ từ và phần thứ hai là phần luyện tập. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, các lỗi thường gặp về quan hệ từ. Trong sách giáo khoa chỉ ra 4 lỗi thường gặp về quan hệ từ. Và lỗi đầu tiên đó là lỗi thiếu quan hệ từ. Các con mở sách giáo khoa trang 106, chúng ta thực hành hai bài tập nhỏ ở phần này nhé. Cô có hai câu. Câu thứ nhất, đừng quên nhìn hình thức, đánh giá kẻ khác. Câu thứ hai, câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng. Hai câu tục ngữ này thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Hãy sửa lại cho đúng. À, câu thứ nhất thiếu quan hệ từ giữa vế thứ nhất, đừng nhìn hình thức, với vế thứ hai, đánh giá kẻ khác. Vậy theo các con, nên thêm quan hệ từ nào vào? À, quan hệ từ mà. Ngoài quan hệ từ mà, ta có thể thêm quan hệ từ để. Đừng nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác. Còn câu thứ hai cũng thế, giữa vế thứ nhất và vế thứ hai thiếu quan hệ từ. Vậy ta nên thêm quan hệ từ với hoặc đối với. Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn với ngày nay thì không đúng. Bây giờ chúng ta bước sang phần chữa lỗi tiếp theo, đó là dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa. Các con hãy quan sát ví dụ ở sách giáo khoa trang 106 và hãy cho cô biết quan hệ từ và từ để có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu không. Nên thay hai quan hệ từ trên bằng quan hệ từ nào? À, quan hệ từ và quan hệ từ để không phù hợp vì câu thứ nhất giữa hai vế có ý tương phản. Còn câu thứ hai, người viết muốn giải thích lý do tại sao nói chim sâu có ích cho người nông dân. Vì vậy, để diễn đạt ý nghĩa tương phản thì ta nên dùng quan hệ từ đó là từ nhưng thay cho từ và. Còn diễn đạt lý do nên dùng từ vì thay thế cho từ để. Các con nhé! Bây giờ chúng ta tiếp tục chữa lỗi thường gặp của quan hệ từ đó là thừa quan hệ từ. Hãy cho cô biết các câu sau thiếu chủ ngữ và hãy chữa lại câu văn cho hoàn chỉnh. Cô đọc câu thứ nhất nha. Qua câu ca dao, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái. Câu thứ hai, về hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung, đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung. Sau khi quan sát, chúng ta thấy hai câu văn trên đều thiếu chủ ngữ. Vì sao? Vì các quan hệ từ qua và từ để đã biến chủ ngữ của câu thành một thành phần khác, đó là tràng ngữ. Vậy thì, để hai câu văn trên được hoàn chỉnh, chúng ta cần làm gì? À, chúng ta cần bỏ quan hệ từ đi. Bây giờ nghe cô đọc câu đúng nhé. Câu ca dao, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái. Còn câu thứ hai, hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung, đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung. Chúng ta tiếp tục chữa lỗi thường gặp thứ tư, đó là dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết. Các con biết không? Mục đích của quan hệ từ là nối kết, liên kết, nhưng hai ví dụ sau đã sai ở chỗ nào? Ví dụ thứ nhất, Nam là một học sinh giỏi toàn diện, không những giỏi về môn toán, không những giỏi về môn văn, thầy giáo rất khen Nam. Ví dụ thứ hai, nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị. À, khi vừa đọc lên thì chúng ta thấy ngay là sai, câu văn có vấn đề. Thứ nhất là hai vế, không những giỏi về môn toán, không những giỏi về môn văn. Hai vế này không liên quan và tách biệt nhau ra, không có sự liên kết.
mặc dù có quan hệ từ không những nhưng không có tác dụng trong câu. Còn ở câu B, giữa hai vế cũng không có tác dụng liên kết mà bị tách ra. Vì vậy, chúng ta nên sửa lại câu như sau để có sự liên kết. Câu thứ nhất, Nam là một học sinh giỏi toàn diện, không những giỏi về môn toán mà còn giỏi cả về môn văn. Thầy giáo rất khen Nam. Rồi câu thứ hai, nó thích tâm sự với mẹ nhưng không thích tâm sự với chị. Trong những trường hợp này thì các con nên sử dụng cặp quan hệ từ để tạo sự liên kết cho câu văn. Như vậy, qua việc tìm hiểu các bài tập, chúng ta đã rút ra được kết luận. Các con hãy đọc cho cô phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 107. Đó là, trong việc sử dụng quan hệ từ, cần tránh các lỗi sau. Lỗi thứ nhất, thiếu quan hệ từ. Lỗi thứ hai, dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa. Lỗi thứ ba, thừa quan hệ từ. Và lỗi thứ tư, dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết. Nghe các con. Các con thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai trong bài học hôm nay, đó là luyện tập. Chúng ta tiến hành làm 4 bài tập ở sách giáo khoa trang 107 và 108. Riêng bài tập 5, các con sẽ trao đổi cùng các bạn nhé. Bài tập 1. Thêm quan hệ từ thích hợp, có thể thêm hoặc bớt từ khác để hoàn chỉnh các câu sau. Câu thứ nhất, nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối. Câu này thiếu quan hệ từ gì và thêm vào đâu? À, câu này thiếu quan hệ từ, đó là từ. Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối. Như vậy, câu này mới đúng. Câu thứ hai, con xin báo tin vui, cha mẹ mừng. Câu này đã thiếu quan hệ từ, đó là từ cho. Câu đúng là con xin báo tin vui cho cha mẹ mừng. Như vậy, đó là bài tập số 1. Chúng ta tiếp tục sang bài tập số 2. Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu sau đây bằng những quan hệ từ thích hợp. Ở bài tập này, các câu văn có sử dụng quan hệ từ nhưng mà sai. Giờ chúng ta phải thay quan hệ từ phù hợp với nghĩa của câu. Câu thứ nhất, ngày nay chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa lấy đạo đức tài năng làm trọng. Từ với dùng trong câu này là sai vì hai vế trong câu có sự đồng nhất nên chúng ta không thể dùng từ với mà nên dùng từ như. Ở câu thứ hai, tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được. À, chúng ta thấy từ tuy thường đi theo cặp đó là tuy nhưng để biểu thị sự tương phản và đối lập. Nhưng trong câu này, từ tuy mà đi cùng với từ mà thì rõ ràng là nó đã sai. Ta nên thay bằng từ dù để nhấn mạnh về sau á các con. Dù nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được. Đó là câu đúng. Còn câu thứ ba cũng là câu cuối của bài tập 2. Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ. Ta thấy từ bằng đã dùng sai. Ta nên thay từ bằng bằng từ qua hoặc các con có thể thay bằng từ với cũng được. Các con thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn cho các con hai bài tập, đó là bài 1 và bài 2 ở trong sách giáo khoa. Các con về nhà tiếp tục làm cho cô bài 3, bài 4, bài 5 ở sách giáo khoa trang 108 nhé. Chúng ta đã hoàn tất bài học chữa lỗi quan hệ từ. Cô chúc các con luôn vui khỏe và học tập tốt. Hẹn các con vào tiết học tiếp theo. Cô chào các con.